Chào anh em nhá. Hôm nay Minh Râu và anh em đi lên chợ Bình Liền đi tham quan hải sản, rồi chợ nhờ anh em đi tham khảo mai mốt anh học thêm nghề buôn hải sản. Dạ. Dạ. Vui khi anh Minh ngày nay đến đây chơi. Rồi. Sẽ dẫn anh Minh đi hết chợ. À, rồi. Dạ, anh em mình cùng nhau đi theo chân Minh Râu với lại Hảo chợ Bình Liền nhá. Dạ mồi. Kênh Bình Liền Hunter. Anh em mình cùng theo anh em vô nhá. Vô đi bên này hay bên này. Dưới ra. À. Thường ở chợ này thường mấy giờ là mà tiểu các tiểu thương người ta bắt đầu hoạt động vậy em? 10 giờ là bắt đầu hoạt động. 10 giờ. Thấy quá trời hải sản đồ à. Bây giờ này chưa có nhiều nhộn nhịp đâu. À, phòng mấy giờ thì đông nhất? Khoảng 2 3 giờ sáng. 2 3 giờ sáng à? À rồi. Bán tới sáng luôn. À sáng luôn hả? À. Càng trễ thì người ta sẽ càng sổ, người ta mới sổ cho hết trong ngày. Mà thường mà giờ nào người ta sổ ra? Khoảng mấy giờ? Nghĩa là 5 6 giờ sáng. À 5 6 giờ sáng á. À. Vậy là cái khu này là chuyên về hải sản đúng không? Cái khu này là cái khu người ta bán ốc nè, bán ốc cua nè, có một chỗ bán hải sản cao cấp, rồi người ta bán tôm sỉ. À, có đầy đủ hết. Còn cái khu mà bên gì ta, bên chợ rau nằm bên kia hả? Là chợ rau bên kia. Ốc, rồi các kiểu. Cái này là vậy là thường là mấy cái quán nhậu người ta hay lên chợ này người ta lấy về ha, đặt giá tốt hơn. Hầu như là 70-80% quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh người ta lấy hàng. Đúng rồi, anh ở Biên Hòa, Đồng Nai có mấy thằng bạn nó nên toàn lên chợ Bình Điền lấy hàng không à? 4-5 giờ sáng là nó về rồi. Dạ. Đi luôn đi. Em coi con gì lạ không? Cái con này là ốc tỏi. Tỏi bữa nay nhiêu ký anh? Hả? 250. Ốc tỏi. Ốc này mình thường làm món gì ta? Thường là mình xào kia đúng không? À, xào nướng. Còn này là móng tay không? Dạ, móng tay. Móng tay. Móng tay. Rất là nhiều loại mà mình nhìn mình cũng không không rành cho lắm ha. Đi dài dài trên. Cái này cái này là ốc hương đúng không? Dạ. Cái này nó có nhiều size ha. Size lớn, size nhỏ. Mấy cái dừa trên kia ha. À, đúng rồi. Cua thì có một chỗ bán cua riêng nằm trên. À, cua rồi ốc. Chỗ này toàn chuyên về ốc. Chuyên về ốc. Rồi có khu nào chuyên về cá rồi? À, web đó hả? Anh nhớ cách đây khoảng tầm mười mấy năm anh chưa đến vợ là anh có lên đây anh lấy cá lóc cá rô về bán. Dạ. Mà lâu quá không lên cũng không có nhớ nằm đâu đây nè. Cá lóc cá rô. Ờ. Cá rô chắc là web. À đúng rồi. Ừ. Cá đồng. Hồi đấy là chưa đến vợ á. Ừ. Bán cá lóc cá rô ở Bình Dương. Ốc tỏi, ốc. Ừ. Các kiểu ốc. Ốc giác. Ốc giác này nhiêu cô? Ừ. Cô biết anh này không? Anh Minh Râu. Cô lớn tuổi chắc cô không để ý đâu. Cái này nó nhiều size nha. Con 330. Size là 70 con 1 ký. Yeah. Ừ. Còn thí dụ mà size mà ớt con hơn, size bo thì nó lại mắc hơn. Năm cái này 50 con 1 ký hả cô? 50 con. Ừ. Cái này hàng này thì mấy trăm cô nhỉ? 400. Cái này là thí dụ mình người ta mua 1 ký hay 5 ký hay 10 ký nó có một giá hay sao nhỉ? Hay càng mua nhiều càng rẻ cô? À mua nhiều càng rẻ là đúng. Ừ đúng rồi. Chỗ là đang sàn sai ra. À, đó nó phân loại. Phân loại ra. Đấy người ta phân loại ra các loại sai. Ốc lác rồi, nghêu rồi. À, cái này cái gì sò đá. Hàu đủ các kiểu, hàu sữa, hàu càng ghẹ. Chào chị. Khách tới tham quan chợ Bình Điền. À, chào chị. Dạ dạ, hôm nay đi đến chợ Bình Điền coi hàng hải sản, biết đâu được mai mốt có duyên lấy hải sản về Biên Hòa bán. Dạ. Ăn ốc hương nó bự gì chưa? Ồ, còn ốc hương này sao bự dữ vậy? Cái này size này bao nhiêu con ký? Bao nhiêu ký con một ký ra? Cái đó tầm 35. 35 con ký nào phải không? Phải quá như bự không? Size này chắc phải mấy trăm ngàn ký chứ. Bây giờ nó mấy trăm vậy nha? 400 mấy. Ồ, anh em thấy không? Nhà lấy thì tầm 400. Ừ.
Chắc canh với em kỹ đi chị. Dạ dạ. Về này về anh em mình nằm xị. Ừ. Chị bán ở đây lâu năm chưa chị? Bán mười mấy năm khi mà vừa chưa về đây. À. Vừa chưa về đây là em đã bán rồi, em bán. Dạ dạ. Bánh hải sản giàu quá ha. Chỉ có bánh rau là nghèo thôi, bánh hải sản đưa về ăn. Em nói nghe, ví dụ đó, giờ mình bán mình tiết kiệm thì mình mới có dư được. Còn dạ. Bán ăn hết rồi nó mới dư. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Ừ. Được hạn xe nó đó. Bao nhiêu chị gái? Bao nhiêu chị? 400. Rồi rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ừ. Dạ 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 dạ. Còn cái không, tại vì trên mạng ấy không biết dùng app. Ờ này cua hả? Ừ. Cua này nó cũng có nhiều sai. Ừ. Nhiều sai. Cua này nguồn gốc ở đâu chị nhỉ? Cà Mau hả? Cà Mau. À. À. Rất là nhiều loại. Anh em ta. Rất là dài mà mình biết nhược điểm của nó là gì không? Không. Dây bự hả? Con muỗi đốt hai mắt là nó chết. Ok vậy? À. Mà sao muỗi đốt được hai mắt đó? Thì bởi vì người ta không cho muỗi đốt hai mắt nữa. À, muỗi đốt hai mắt là nó chết. Cái này anh cũng không có rành cho lắm. Nhưng mà mình biết cách chọn cua ngon không? Bóp theo anh biết là bóp vào đây là nó chắc là nó ngon đúng không? Cái này nè. Bóp đấy hả? Đếm 1 2 3 cho cái ngoe nè. À. À. Nó cứng là ngon. Bóp đấy nó cứng ngon, bóp cái đấy nó ọp là bên này là mềm. Thường là người qua nhiều tay ta bóp nhiều á. À. Cái cua tội nghiệp luôn á. À, đúng rồi, đúng á. Với cái màu. Có cái nào mà đang mềm bóp hoặc là cứng lên luôn không? Mềm bóp hoặc nó bể luôn anh. Bể luôn hả? Dạ dạ. Ừ. Em lấy cua bán nhiều mà. Ừ. Mai mốt theo nó dẫn đi lấy hải sản về bán. Đâu bán kèm chỗ sợ vừa rau. Mà bán gặp mấy em đẹp đâu có lấy tiền đâu. Rau mình không lấy tiền được, cái hải sản mà không lấy tiền là hơi căng. Ờ, bán hàng mà gặp gái đẹp đâu muốn lấy tiền đâu. Bán em đi. Ủa sao? Mực này còn tuộc chứ? Tuộc sống. À tuộc còn sống luôn nè anh em. Hai trăm bảy. À rẻ. Cái tuộc này thường mình làm món gì anh ta? Tùy theo hả? Minh rau. Dạ dạ dạ. À. À. Sashimi đó. À. À. Ừ. Này là mình bảo quản nó sống hay là mình phải cho nước ngọt hay nước biển nó mới sống? Biển. Nước biển luôn hả? À, mình mua ngoài đấy mình phải vận chuyển nước biển vào trong này. Lên lên gặp anh tối ngày luôn. À, có nhận ra nữa hả? Ở nay đi nó chờ bình đèn thằng em thằng Hảo nó dẫn đi tham quan. Biết đâu được mai mốt lấy hải sản ở đây về Biên Hòa bán. Trời thấy anh nằm tính cây tối ngày luôn. Vâng. Em bán ở đây lâu năm chưa? Bán này 12 năm. 12 năm rồi hả? À. Bán con gì rồi? Cua đá hả? Ờ. Đây, đâu? Cắt kiểu không? Giờ này là chưa có dọn ra. À, giờ này là chưa dọn ra nữa hả? Chợ này là cao điểm đó, khoảng mấy giờ cao điểm đông nhất em? Đây nhá anh. À. Sáng ở bên chợ này. À. Đây là chợ hải sản. Ừ. Đây là cua. Cua. Ừ. Cua này người ta nhập về từ miền Tây lên ha. Cua này 2.2. À. Cua này đặc biệt đó là muỗi nó đốt mắt là nó chết. À. Còn con này là à, đây là con càng cốm nhé mọi người. Càng cốm nó khác con cua cái là nó nhìn nó gần giống con cua. Ăn ngon hơn hả? Ăn ngon. À. À. Kẹp á, đừng kẹp á. Kẹp à. Luôn á. Phải không? Nó có kẹp không? Ừ. À, vậy ha. Anh em thấy con cúm. Giá gì vậy? Con bự 200. À. Con này ba con tí. Ừ. Gọi là càng cúng hả? Ừ. Càng cúng. Ừ, cua đá. Cái này về luộc lên rồi
bơm muối tiêu chanh, ớt, rau răm vào đấy, đánh mấy thùng, lộn mấy lon. Cái muối cũng như cua vậy. Đây là trứng. Này mực trứng. Trứng bên này nhiêu ký vậy? À, này mực trứng. À, hai mấy? 201. Phải công nhận đi, nãy giờ vừa hải sản, vừa Lào mấy chị cũng đeo vàng rú rí, bán hải sản giờ đeo vàng rú rí. Con này là con mực nang. À, mực lang đúng rồi, mực lang. Ở trong đó nó có cái nang cứng lắm. À, anh này thấy mực nang bự không? Ừ. Nhưng mà mua thì nên mua mấy cái mà mần sẵn anh. À. Tại vì mình mua nguyên con về mần ra mất ký lắm. À. Bơ. Có nhiều bỏ da rồi bỏ nang. Bỏ da, bỏ nang đó. À, mực lang. Mực lang, mực trứng. Mực ổng đâu? Không phải hả? Ừ. Còn đấy là mà tuộc, bạch tuộc. Ừ. Hai da này rẻ, bình thường giá trung bình nó khoảng 170 à. Ừ. Giá bên đây bao nhiêu chị? 170 luôn hả? Mấy ngày đi chợ mà nhớ giá. Hàng hàng hải sản này nó có biến động giống như hàng rau ông ta chắc có chứ không? Có, biến động giá nó sẽ mỗi ngày luôn á. À. Lên xuống mỗi ngày. À. Thấy không? Này là chỗ người ta lấy sỉ tôm về người ta bán mua đi bán lại á. Ở chợ Bình Điền này. Quá trời luôn, tôm to, tôm càng rẻ. À, các loại sai luôn. Cái này là thường là tiểu thương người ta mua đi bán lại về các chợ đúng không? Cái đông rồi thì quá gì đâu. Có những cái tôm ngọt, tôm đấy đó. À, cứ cân đầy sọt là người ta giao sỉ đó. Cái máy oxy nó chạy sao mà cái này ở đây chắc có chuyến bộ sỉ không hả? Chuyến bộ sỉ không? Quá nhiều tôm anh em ạ. Đâu? Thôi mình đi đồng vòng mình coi hàng đi. Đã phù đồng quá đồng, nghẹt luôn. Thôi chỗ Biên Hòa cũng có mấy bạn hay đây lấy hàng lắm. Tầm 3-4 giờ sáng, 4-5 giờ sáng là lên tới. Tại cầm đích đây bắt đầu. Ờ, đúng rồi. Lên hàng xuống hàng quá trời. Mém đúng một mà mém chục vừa á. À. Dạ. Ở đây sao người ta không dùng điện mà dùng máy nổ không ta? À, máy nổ nạn thôi hả? À, hoa. Máy á. Máy à. Bao nhiêu ký chú? 200. Hả? 200. 200. 200 ký. Ừ. Không? Ừ. Nó nhỏ này. Nhỏ à. Thích thì thích ăn ngon lắm. Nhiều lắm. À. Người ta về người ta dọn ra bán người ta không muốn, tại vì nó mau chết. À. Nhiều cái nó gạch. À. Nó tới gạch nha. Dạ dạ dạ. Nó chắc đó. Nó ngầm đó. À. Đây. Cái này tôm gì? Càng. Tôm càng hả? Càng. À. Con này 1 kg nó khoảng bao nhiêu con? 7 con. 7 con, 7 con hả? Càng thì nó có hai loại, một loại càng sen, một loại càng xanh. À. Cái này càng sen nè. Ừ, này càng sen nè. Không phải là càng xanh đâu, càng đó là người ta gọi là càng sao phải không? Càng sao và càng sen. À. Sao là càng nhiêu ký? Loại là 4 cân nè. Này 450. 450 ký. Loại đó thì 400. Ừ. Ở đây là size nó nhỏ hơn tí hay sao? Nhỏ hơn. À, nhỏ hơn tí. Mà mình nhìn nó tương đương vậy sao mình phân biệt được ta? 2 con thì 300. À, đúng rồi. 5 con thì 250. À, đúng rồi, người ta rành nè, người ta. Đúng rồi, càng nhỏ nó càng rẻ hơn. Đúng rồi. Mình ta lấy họ lên á, bắt đầu mình phân loại ra. Dạ dạ, phân loại ra. À, mình mua xô xong mình về mình phân loại ra rồi mình bán. Phân loại ra nó đủ size á. Đâu rồi, nhiều size. Trăm rưỡi. Hồi trước ghẹ nó mắc lắm. Hồi trước không có ghẹ luôn, 500 mấy mà không có ghẹ luôn. À. Mới về. Còn công tiếc là loại này nhỏ, loại triệu mấy con á.
có 8 con. À, chiều mấy ký? Dạ, dạ. Nằm giá chiều 2 ký. Chiều 2 ký. Có mâm cũng có đi. À. Chiều. Chiều à? Chiều con nó to mà, đúng. Con cỡ ký á. Ký hả? À. Tôm hùm. Này, cái này là tôm sú biển hả chị? À, tôm hùm, này là tôm hùm, số biển bên kia. Con này là khoảng 1 ký một con á, tôm là khoảng 1 ký một con. Con này là con tôm. Cân của em mua 2 ký ra hả? Để anh mua 2 ký nó nhiều không? Để biết được anh cân anh về anh mua cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Nhiều đấy hả? Hốt cho em 2 ký ở đây. Em 2 ký tôm tích ở đây. Nữa con còn sống còn tươi giùm em nhá. Để về bên. Gì? Mua chi nhiều vậy? Mua 2 ký về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Có được bỏ hồ nó bán lâu không được. À. Bắt đầu chết bỏ ra giùm em đấy. Chết rồi á. Dạ. Không lựa đâu. Dạ. Lựa chết đó. Nó búng nhá mà. Này về luộc hấp lên rồi đánh xị. Cháy tỏi hả? À, chín luộc ăn không ngon hả anh? Hấp xong rồi cháy tỏi. Hấp xong cháy tỏi hả? Tỏi nó mặn mặn ngon ngon. Dạ. Tỏi nước ngon ngon. Tỏi bao nhiêu rồi? Dạ. 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 Tôm này là tôm gì? Sú mẹ. To ha. Tôm này là giá này nó khoảng mấy trăm rồi ta? Ủa cái này nhiêu anh? Cái này có đây nhiêu vậy? 800 solo chứ không lựa được bởi cái kiểu mà. 800 solo là cái này size này chắc khoảng 8 con ký á. Ờ. 8 con á. Cái này là cái hàng này rất là hot. À. Không phải lúc nào cũng có. À. Này sú thiên nhiên. Sú thiên nhiên mà cái này là gọi là sú mẹ nữa. À. Anh em thấy không, chợ Bình Điền rất là lớn. Cái này mà đi mà không có người dẫn thì đôi khi nạc đường ấy. Dạ. Vì nó rất là nhiều khu rồi, anh em thấy không, rất là rộng. Bán các nơi, có một cái khu riêng là nơi là bán cá riêng. Ốc là ốc riêng. Cua riêng luôn. À, đây là anh này thủy hải sản chinh sĩ. Không, mấy cái bản hiệu này không có đúng. Không đúng hả? Không, heo đúng á. Bản hiệu chính chủ. À, chính chủ luôn hả? Chủ luôn, à. Chủ sạp luôn. Dạ. À. Ồ, cái chủ sạp này mắc tiền lắm anh. À, đúng rồi. Bây giờ, chục tỷ có bán không? Chục tỷ là không bán luôn. À, cái sạp là chỗ kinh doanh đẻ ra tiền của người ta mà. Thường là một ô là khoảng có 4 ô thôi. À. 4-5 ô vậy. Qua bên này có mấy cái này sò dẹo hả? Sò dẹo anh. Sò dẹo. Còn cái này là sò lông. Sò lông. Sò lông lướng mỡ hành các kiểu. À, anh giống rồi. Anh gì bán rau ổng dai đó. À, bán rau Biên Hòa dạ đúng rồi. Nay lên chợ Bình Điền đi coi hàng hải sản. Mà chợ đây đa dạng quá ha. Quá trời. Ốc móng tay rồi đổ vô chung rồi đây. Anh Minh Gâu. Ờ, đi làm bi lông nè, cũng giống anh luôn. À, anh bạn này bán ở đâu? Dạ. Bán ở đây rồi hả? À, mình bỏ muối ở đây xong rồi mình, ví dụ mình còn hàng á, thì mình tiêu thụ cho các quán hay sao? Đúng rồi. À, rồi. Anh em mình chụp mối hình nè. Rồi, ok. Thầy, An lấy điện thoại cho chụp anh em tao mối hình đây An. Rồi, rồi. Đây là chụp đứa đảo rồi. À, đúng rồi. À, rồi. Ba anh em mình chụp kè vô cho nó thằng đúng rồi xíu rồi. Chụp nha. Ba anh em chụp mới có tâm. Anh em đẹp đẹp chút các bạn. Ừ. Anh em xem kênh YouTube Minh Râu nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhá. À, ok rồi, chúc anh em mua vài văn mắc nhá. Rồi, cảm ơn anh. Ừ, rồi, ok, chúc anh sức khỏe nhá. Ok, ok. Đó, thì anh lấy nhiêu ký? Lấy 12 ký anh thôi, còn nhiêu hồi đưa cho anh. Ừ ha. Ốc bông. Các loại ốc, các loại. Nhìn màu kìa. Ủa, thiên nhiên nó vậy á. Không. Bỏ xấu hả? À, con này là con ốc gì? Ủa, con này là con ốc gì? Sao em? Anh bánh rau. Nay đi xuống coi chợ Bình Điền.
Dạ. Nay lên chợ Bình Điền có hàng hải sản. À, để mai mốt lấy hàng hải sản ở chợ Bình Điền này về Biên Hòa bán. Anh Minh có xin con này để về gần đúng không? Cái này mình có nhu cầu mình mua ủng hộ. Cái này là ống gì em? Ốc giác. Này nó giờ khoảng nhiêu ký ra? Ốc này, ốc này làm món gì anh ta? Ốc giác. À. Trăm mấy? Cái đó là mấy cái ba năm sau. À. Cái này mình về mình. Nay đang khỏe bán chưa? Nay đang khỏe bán chưa hay là làm gì bán? Vẫn bán bình thường mà. Không à. Hả? Làm vậy đi. Không, hải sản mà bán giống như anh à, toàn nợ. Đây là em gái bán hải sản. Đây em gái bán hải sản á, bà chủ bán hải sản. Đây. Này nguồn hàng này mình nhập ở đâu về em? Lậu. Nhiều nơi lắm ha. Lậu. À đúng rồi, thực sự. Bí mật kinh doanh. À. Đúng rồi. Cái này là con sò gì to chứ à? Sò huyết đây là thường nha. Em cũng có nuôi nữa nè. À. Sò có lớn ha, đủ mấy anh chơi. À, vâng. Sò huyết đấy. Quê em ở đâu là anh? Bến Tre. Mình mới về Bến Tre cái hôm mà đi về cấp nước ở Bến Tre. Đợt cách đây tháng nha. Tháng. Bà này báo kênh TikTok hải sản Cẩm Giang. À, kênh TikTok của em là gì? À, Cẩm Giang Bình Điền. Lộn trời. À. em có cái con nuôi này đó. À, con nuôi hả? Sắp luôn. À. Mày mốt về có dịp về đó anh. Đúng rồi đó. Anh này giờ đó quay được á. Cái này là có một chiếc bo. À. Bo của nhà em nha. Chở anh ra cái vàng hào cho anh quay luôn. À. Có miếng đất cặp mấy biển nữa. Với lộ thì miếng đất cặp mấy biển nữa, có chiếc canh. Đúng rồi. Em có miếng đất ngay biển. À. Cái đường ra biển nuôi vàng hào mấy con. À. Bà đây bà mấy lô. Bà đây bà mấy lô. Lô này nè. Có cái nhà thôi. Chứ cái sò huyết lớn này bây giờ nó giá nó bao nhiêu rồi em? 230. Hàng này hàng hiếm nên nó mắc đúng không? Hàng hiếm. Ừ. 230. Về đó quay là bao xịn luôn. Hàng tận gốc. Một bà chở tôi đi chứ. Chở anh cái Cà Mau đúng không? Bến Tre. Chiếc mô tô chở xe đó luôn. Bến Tre gần mà tại vì dạo này ưa về Vĩnh Long. Bến Tre em ở huyện nào em? Em ở huyện Ba Chi. Ừ, Ba Chi, Bến Tre. Khi nào mà về bà hú tôi? Ở khi nào về hú rồi anh em xuống đấy quay. Có TikTok của anh chưa? TikTok mình đâu á? Em follow bà rồi má. Không, em vẫn có follow anh nhưng mà ý là nhắn tin đó bên TikTok là vẫn trả lời đúng không? À. Ông không lâu trả lời lắm. Ừ. Anh về dưới lạnh hết liền, em đang xây nhà ở dưới. À, là tiếng lâu mới xây thêm cái nhà. Không, giống như mình xây ở cái miếng đất đó. À. Để mình làm em xin lấy 4 con, lấy 4 con đi. À, đây nè, em gái gửi tặng anh à. Thôi gửi tiền giá vốn đi. À, vậy cảm ơn em nhé. Chúc em mua máy bán đất. Hôm nay gặp cô chủ vừa nhiệt tình vừa dễ thương đó. Tặng mình mấy con ốc giác. Cảm ơn em gái, lợn em trai của anh. À, vừa hải sản gì đó. Nên tên của em Cẩm Giang, như Thắng Cẩm Giang, em Cẩm Giang hả? Thắng là chồng em. Không, cha. Gì? Thắng là cha. À, cha. Thắng là cha em. Cẩm Giang là con. À, Cẩm Giang là em. À, rồi. Nãy... nói được cô chủ vựa hải sản Thắng Cẩm Giang tặng ốc giác. Ừ. Anh em đang cầm đi. Anh em đang cầm trướng. Cầm lại. Rồi cảm ơn rất nhiều nha. À. Anh này là truyền nhân của Cửu Long. Làm xong khu bằng là cái gì không? Khu du lịch. Nghỉ dưỡng. Ở Bến Tre nè cái gì? Ba Chi Bến Tre là có khu nghỉ dưỡng. Ba Ti Bến Tre. À đúng rồi. Bến Tre có gần Bến Xe không ta? Bến Tre có gần Bến Xe không? À. Bến Tre mà anh có về Bến Tre anh về quán làng chài gọi em. À rồi ok. Thôi em nhớ qua số của anh chưa? Dạ rồi. Biết đổi chuông biết đâu. Để anh lưu lại hải sản Bình Điền hình như chưa qua.
đây đó, đó số này, số này đúng không? Ừ. Rồi ok ok ok, tạo nên mối hệ mới. Anh này á là hai anh làm 4 kg đó, mỗi thứ 4 kg thì bốn người bốn mỗi thứ 4 kg là ồ cảm ơn nhiều nha. Tôi cũng có nha, chia nhau ha. Cầm giang Bình Bến Tre. Ăn em không? Em chưa ăn. Đúng rồi, đúng rồi nhỉ. Ăn em. Chưa ăn thì không ăn được. Nhìn dễ thương vậy. Ừ. Thôi dạ giữa cho clip. Em này ở đâu? Cầm trướng này ở đâu? Ở đây luôn hả? Ừ. Đấy dễ thương quá hả? Thôi cảm ơn em rất là nhiều nha. À, chúc sức khỏe nha. Bữa nào lâu lâu có dịp về ghé thăm lần nữa chắc hôm nay tặng nữa quá. Thôi anh treo rồi, rồi cảm ơn rất nhiều. Cái này là anh xuống đúng Bến Tre em cho anh lần một không, bao không có sức mà phải là đúng rồi luôn, còn hào lại dài bao luôn đó, đó, ok ok. Hồng kia mới ăn, mới ăn sẵn nhiều quá. Hào cua. Ừ. Hào cua đúng rồi. Bến Tre, Ba Chi Bến Tre nhớ rồi, mai mốt về đó là làm phiền điện thoại báo trước em này ha. Sắp xếp. Ừ. Rồi. Thôi anh chào tụi em nha, chúc sức khỏe nhiều nha, rất là cảm ơn rất là nhiều nha. Ok ok, rất là cảm ơn nhiều. Đây, đây là cá tầm đúng không? Trong quay sống nè. Cái gì? Sống. À, cá tầm sống trong này luôn nè. Ồ, quá trời cá. Cái gì? Chắc không có này không biết. Anh giới thiệu mọi người đây là cá tầm đúng không? Ừ, cá tầm mà. Ừ, đây là cá tầm. Ừ, còn con này chắc khoảng tầm gần 2 kg. Cá này ăn thịt nó rất là dai, nó dai chắc 2.2. Bữa nay hàng này là nhỏ lên à, mỗi bữa là hàng nó to. Đây là cá nó vẫn còn sống. Ừ. Cái con này chắc 2 kg. 2 kg ha. Ờ 2 kg hơn. Cứ lên trên thôi mấy. À. Con này là cái này là cái gì? Cá trên hả? Không, cá trên á. Trên hả? Trên là cá trên hả? À, cá trên rồi cá chim. Ừ. Cái này là cái khu hải sản cao cấp. À, hàng cao cấp. Ừ. Trên này là cá trên nè anh em nè. À, cá trên. Cá trên nhìn gần như kiểu con lơn đó con này. Cá trên này như này nó phát ra điện đúng không? Không, trên suối mà. Trên suối hả? Tưởng nó có phát ra điện chứ. Thì sao vậy? Bữa nay là như là 2 mấy, 2 rưỡi gì. À. 28. Cá trình ở đây giá 280 một ký. Con này rẻ đó. Ừ, dạ. Ừ. Quay được chưa? Rồi. Ừ. Rồi. Chấm giòn bao nhiêu vậy đại ca? Chấm giòn đó. Nè cái chấm giòn đâu rồi? Cho bắt cá. Ừ. Con này chắc phải gần 3 kg ha. À, 120 kg. 120 kg. Ừ. Con này đi cân. Ừ. Con này chắc khoảng tầm gần 3 kg á. Ừ. ba ký mốt, còn 3 kg mốt. Ừ. Cái chép giòn. Cá lăng hả? À, cá lăng. Thò. Đây. Cá lăng. Cá lăng. Cá lăng này còn sống rồi nè. Còn giá nó khoảng nhiêu nhớ ta? Cá lăng thì còn 100 mấy. Ừ. 100 mấy á. Mình đi nãy giờ mà vòng vòng không thấy cá bóng ha. Ừ, cá bóng rất hiếm. À. Mình mép. Ừ. Cái tượng này là chiên xù. Ừ. Là giá nó khoảng là 70-80 ngàn ký. À, cũng rẻ ha. Mấy mấy 80 ngàn ký mà hàng này quán đặt nhiều lắm. Ừ. Mà nó mạnh lắm. Ừ. Cá tai tượng là sống dai hơn. Chiên xù đó, chiên xù. Ừ. Cá tai tượng chiên xù. Ừ. Ở chỗ đấy gặp bà ở chỗ đó là chiên cho bán được nhiều đâu. Không bán nhưng mà cũng cho đúng không? Ừ.
cho là nhiều bán ớt lóc. Có nghĩa người ta không muốn mắc nào mình thì người ta mua. Ai khó khăn thì người ta xin. À đúng rồi. Thí dụ mà đem lên đấy khoảng tầm 3 tạ thì hết ha, tầm tạ rưỡi 2 tạ cho rồi. Này là ốc hương thiên nhiên nhé em. Ốc hương thiên nhiên này như bà chủ bà nói là nó có cái bông. Nhìn cái bông nó đẹp hơn. Nhìn bông đẹp hơn. Trong hơn. Trong hơn đúng không? Còn ốc lôi này nhìn nó mờ hơn anh em thấy không? Đúng rồi, nó tối hơn. Tối hơn. Cái này nó rõ nét hơn ha. Nó giòn hơn, nó giòn mà nó ngọt hơn. Còn cái này thì nó không có giòn, nó ngọt bằng hàng thiên nhiên. À, hàng thiên nhiên là nó có thể gấp đôi. Gấp đôi. Cái hàng này nay giá như là 750. 750. Dạ đúng rồi. 750 một ký nha anh em. Còn cái này chỉ có 350 thôi. À, hơn gấp đôi luôn. Rồi. Đó. Vậy thì làm sao mà mình mua cái mới. Ốc hương nhìn đẹp còn như bà chủ. Cô chủ đẹp, ốc đẹp. Đó, mọi người đó. Là chỉ có nhà hàng không, không. Đúng rồi, nhà hàng cao cấp người ta mới xài đúng không? Ta chỉ xài hàng này thôi. Đúng rồi. Hai cái nó sẽ khác nhau đó. Đúng rồi, nhìn là khác nhau. Nói chung là cái độ đẹp của nó cũng rất là đẹp. Cái này có con thiên nhiên này. Thôi chào anh em nha. Nãy giờ hai anh em đi cũng gần hết các chợ rồi mà chưa hết đâu. Còn bên chợ rau chưa đi được nữa, để bữa nào ngồi chân luôn. Đi hồi nhiều lúc mà không có người dẫn chắc đi lạc đường ấy, rộng quá, nhiều khu quá. Thôi Minh Râu và Hảo xin chào anh em nha. À, mọi người muốn anh Minh đi đâu nữa thì mọi người có thể comment ở dưới. À đúng rồi, anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Minh Râu nha. Rồi, Minh Râu và chào mọi người nha.